này dù yên hát nga lực sẽ bắn mông hồ này tin này dù yên hát nga lực sẽ Hồ Chí Minh. Của chúng ta đâu rồi ạ? Và một lần nữa thì ban tổ chức chúng tôi xin được thay mặt cho hai bên gia đình quý hiền đã lời cho cô dâu chú rể xin được trân trọng gửi lời kính mời tới tất cả quý cô quý ông quý bà cô dì chú bác và các bạn trẻ nam thanh. Chúng ta sẽ cùng trở về sân khấu để chúng ta cùng nhảy múa hát ca để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời quý vị cô bác anh chị, quý ông quý bà, cô dì chú bác anh chị, các bạn trẻ nam thanh nữ tú sẽ cùng nhau trở về lại đây, trở về sân khấu này đây để cùng nhảy cùng múa đi nào, để cùng hát cùng ca đi nào, để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta đi nào, quý vị anh chị ơi. Cực kỳ nhiệt tình nhất của xã Bắc Khoang chúng ta trở về sân khấu đi ạ. Bắc Khoang ơi, bậc
chờ. Ôi cô em dần nữa nhớ thương anh mà đợi chờ. Dạ vâng, kính mời cô dâu chú rể nào ạ. Chú rể ơi, lên sân khấu đi nào. Cô dâu đâu, lên sân khấu đi nào. Ê! Các bạn, cô dâu chú rể sẽ đứng chính giữa sân khấu đi ạ. Cameraman của chúng tôi sẽ ưu tiên hai nhân vật ngay chính giữa sân khấu ạ. Cô dâu chú rể đứng cạnh nhau. Có thể tạo ra. Ok. Cô dâu chú rể nhảy như thế nào, cả nhà nhảy như thế nhá. Cô dâu chú rể nghỉ mới nghỉ nhá. Lên. 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 Và nền nhạc của chúng tôi đang chê là ít quý vị quá hay sao ấy ạ? Ở kính mời bộ phận âm thanh sẽ điều chỉnh đến nền nhạc tuyệt vời nhất và với một âm lượng đủ để tất cả quý vị hết mình, cháy hết mình trong buổi chiều ngày hôm nay đúng không ạ? Vội rời khỏi sân khấu của chúng tôi nha. Ở phòng máy pinong nó khéo cửa phòng ngái thôi được. Phòng cần là cần mất sân khấu ấy nọ. Nhiệt tình các bạn ơn những thò mừng hơn nọ phòng máy pinong ơi. Đại diện thứ hai mới phòng máy pinong của má đơ.
mình của chương ngày hôm nay, cùng cô dâu chú rể cũng đã xin hạ biệt giờ đây. Đêm nay dưới trăng sáng, đôi ta biết nhau đây, lòng anh theo tiếng khen ta